Phương Phương, xin chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay là ngày sinh nhật của em Sushi. Mẹ Dương đã chuẩn bị một chiếc bánh kem. Mẹ Dương hôm nay đã chuẩn bị một chiếc bánh kem rất là dễ thương dành tặng sinh nhật cho bạn Sushi nè. Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy cái bánh kem của mẹ Dương bị mất góc không? Không biết ai là thủ phạm trong ba bạn này. Bây giờ chúng ta sẽ thắp nến lên nha. Đố các bạn biết Sushi mấy tuổi nè? Đúng rồi, hôm nay là bạn Sushi tròn 2 tuổi. Nên là mẹ Dương đã có 2 cái nến ha. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho em Sushi thổi nến nha. Đây, bánh kem của Sushi. Rồi, Sushi thổi nến nha. Mẹ đếm 1, 2, 3 Sushi. Nha. 1, 2, 3. Rồi, Sushi thổi đi. 2, 3. Sushi xấu hổ các bạn ạ. Sushi chưa bao giờ, từ nhỏ đến giờ Sushi chưa bao giờ biết thổi nến. Hồi 1 tuổi thì cũng đâu có biết thổi các bạn. Bây giờ 2 tuổi thì cũng không biết thổi. Mẹ làm mẫu nha. Mẹ làm mẫu cho Sushi nhìn cái đã. Tại sao Sushi không biết? Đó, con hiểu chưa? Ha, ok, mẹ làm lại nha. Mẹ nhé tay vào nhau. Rồi, bây giờ Sushi thổi nha. 1, 2, 3. Sushi thổi, Sushi thổi. Rồi, Sushi thổi nhanh nè. Sushi xấu hổ các bạn ạ. Nên thôi, mẹ Dương sẽ cho Ruby Bunny thổi nha. À, rồi con thổi nhanh đi, không Ruby thổi bây giờ. Sushi thổi lên đi. Nhanh lên, Ruby Vani đang đợi chờ thổi nè. Thổi, xin thổi đi. Con thổi nhanh đi, không có xuống bánh kem bây giờ. Rồi thổi đi. Thổi đi nha con. Rồi chị Ly thổi đi. Rồi xong. Các bạn thấy gì đó quái không? Lúc mẹ cho thổi thì không thổi, mà chị thổi một cái là khóc. Rồi con thổi nha, mẹ làm lại nha. Chưa chắc đâu. Rồi, chuẩn bị. 1, 2, 3. Thì thổi đi. Rồi con thổi đi. Thổi nhanh không, chị Vân đi thổi tiếp nè. Nhanh nha. Rồi, rồi. Rồi con thổi đi. Thổi. Thổi đi. Thổi nhanh nè. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Sushi. Rồi, Sushi thổi nến nè. Sushi thổi nến đi. Nhanh lên. Mẹ thổi nha, mẹ thổi nha. Rồi con thổi đi, con thổi đi. Sushi thổi đi, không là bánh kem bị cháy á. Thổi nhanh lên, không bánh kem bị cháy nè. Bánh kem bị cháy, đúng rồi. Thổi đi. Thổi đi, chị ơi. Nhanh lên, thổi đi con. Sắp tàn nến rồi. Cái nến sắp tàn rồi. Hai chị thèm lắm rồi. Hai chị thèm bánh kem lắm rồi. Ăn luôn. Thôi các bạn ơi, chắc là mẹ Dương nghĩ là cái giai đoạn thổi nến này phải cho qua thôi. Thôi hết nến rồi, trời sẽ mất thời gian quá. Rồi để sang năm 3 tuổi nha, sang năm 3 tuổi mày cho cắt bánh kem. Còn bây giờ đây mẹ Dương cho Sushi miếng sô cô la này, miếng sô cô la này mẹ Dương sẽ cho Sushi nè, tại vì sinh nhật của Sushi mà, đúng không? À, hai chị cũng muốn ăn. Rồi mẹ cho hai chị miếng nha. Đây cho Sushi miếng này, còn hai chị sẽ ăn miếng nhỏ. Ok. Đó. Rồi, các bạn cảm ơn nhé. Tôi kiếm rồi, tôi kiếm rồi. Con xin nhập Sushi mà. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt bánh nha. Biết sữa. Những cái này là sô-cô-la luôn các bạn ạ, sô-cô-la đỏ luôn nè. Đó, trái tim. Rồi, cho mỗi bạn một cái trái tim. Mẹ Dương một cái luôn. Ồ, đủ bốn cái luôn. Đó. Này, cái này của Ruby. Ok. Ở trong là màu hồng nha. Hồng. Đó. Cách đường có mùi thơm nè. Wow, màu hồng dễ thương các bạn ơi. Màu hồng dễ thương.
cái tim ngon á. Rồi, sinh nhật của sushi thì phải có sushi ăn đúng không? Sushi không ăn. Đây, muỗng sushi đây. À, sushi đòi cái nến đúng không? Rồi, cắm cái nến lên. Cái đó bể. Rồi nha. Ok. Đó, một mình sushi nha. Sushi thổi đi. Đấy. Rồi, sushi thổi đi. Sushi không ăn sô-cô-la nè. Sushi ăn này không? Không, Si không ăn nữa rồi. Rồi Si thổi đi. 2, 3. Em rồi, bây giờ mẹ cắt mẹ ăn thử cái bánh này coi. Em ít thôi mà. Em đại em là dạ ít. Hương thổi đi. Thổi đi đúng rồi. 2, à, xin mời các bạn cùng ăn bánh kem nha. Cái này không phải là bánh kem sữa tươi các bạn ạ. Mẹ Dương mua là bánh kem phô mai nha. Cái lớp màu vàng này là lớp phô mai. Cái vị phô mai trong nó rất là đặc. Ngon. Ngon không anh? Ngon. Xin hỏi đi. Nhầm nhầm chắc tôi thế để bắt tôi thì không dám hỏi. Không mà chơi cái băng kia là có ít cạnh. Chắc nó sắp hết rồi. Nó hết rồi. Hết rồi. Nó chạy xuống bánh rồi. Nó ơi chi. Xin hỏi đi. Bánh kem của sushi rất là ngon các bạn ạ. Ủa, chưa thổi nữa. Xong. Bố chưa thổi rồi. Bố kỳ quá ha. Rồi. Cái kem này ăn hơi nhạt. Thổi. Đó, mẹ Dương nè. Ruby, Vani ăn xong bánh kem rồi mà sushi vẫn chưa thổi xong cái bánh kem của sushi nữa. Cứ ngồi ngắm hoài các bạn ạ. Mẹ Dương nghĩ là sang năm 3 tuổi mới biết thổi. Bây giờ 2 tuổi chưa biết thổi đâu. Bây giờ mẹ thổi đi cả. Mẹ thổi nha, mẹ thổi nha. Thổi đi mẹ. Thì con thổi đi, con thổi đi. Nó sắp tàn rồi. Con thổi nha, con thổi nha. Cả nhà ai cũng chọc MC hết. Rồi. Nó sắp tàn rồi, nó sắp tàn rồi. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ để cho ngọn nến này, cái ngọn lửa này đốt cháy hết ngọn nến này là chúng ta sẽ chào tạm biệt các bạn luôn nha. Ừ. Rồi con ăn mày đút đút nè. Không. Cứ ngồi ngắm cái nến các bạn ạ. À. À con ăn ở đó hả? Ăn phô mai. À, Si ăn phô mai. Trời ơi ghê. Trời ơi ghê ta. Rồi, các bạn ơi. Rồi, Ruby vô đi chào các bạn Ruby. Chưa thổi nên đến người ta chào. Các bạn ơi, video clip ăn bánh kem sinh nhật của gia đình Phương Phương đến đây là hết rồi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye. Chúc mừng sinh nhật Sushi. Chúc Sushi mau ăn chóng lớn nha. Ôi, sắp tàn rồi. Hết rồi. Hết rồi. Nó xìu rồi, nó chạy hết ra rồi, hết rồi, không đốt được nữa rồi, hết rồi, bye bye các bạn thôi.